Light me up, don't you stop. Cause tonight, it's on the line. Show me how you get on down. Close my eyes, take me for a ride. Ôi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc TV. Chúc các bạn có một tuần mới thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Thì hôm nay mình ra biển mình ngồi nè các bạn. Ở ngoài đây thì hiện tại là bây giờ là trời hơi là rất là nhiều gió các bạn. Gió rất là mạnh luôn á. Nên là nó hơi ù tí, các bạn cũng thông cảm nha. Tại vì hôm nay là biển đẹp các bạn. Biển hôm nay là trời thì cũng dịu mát thôi, không có nắng lắm. Mà nói chung là cũng nước cạn rồi mình mới xuống được cái bãi đá nè. Đây là cái bãi đá nè các bạn. Nếu mà nước lớn á, nước lớn dần là ngập tới đây luôn nè. Là không thể nào ngồi dưới bãi đá này được. Cái đó thì ngày hôm nay á là nhân tiện là nước ròng ở bãi biển đẹp á, thì mình ngồi đây ra đây mình ngắm cảnh biển. Thôi các bạn cùng ngắm cảnh biển với mình nha. Ở bên kia là cũng là một dãy núi khá là đẹp các bạn. Ở hướng bên này á là thành phố Sasebo của mình. Hướng bên này là về nhà mình. Còn hướng bên này á là hướng qua bên này nè, là một cái công viên Hotenbus đó các bạn. Đi mà đường rừng á, đi đường chim bay á, đi qua đó khoảng 2 km là tới công viên Hotenbus. Còn mà đi đường bộ là phải đi vòng vòng xa lắm luôn. Đó, giờ thì ngày hôm nay dẫn các bạn ra biển ngồi chơi, ngắm cảnh biển với mình. Thì sẵn tiện á thì hôm nay thì chủ nhật các bạn thì ngay cái mùa tâm dịch á, trong cái mùa corona này á thì cũng không có đi đâu được. Giống như mình chia sẻ với các bạn đó. Thì ở Nhật Bản này, ở Việt Nam thì tạm bình ổn rồi. Nhưng mà hiện tại là ở Nhật Bản này các bạn, nói chung là mỗi ngày đều tăng hết. Và hiện tại là mười mấy ngàn rồi. Nói chung là nó chưa có, gọi là nước Nhật chưa có khống chế được tình hình dịch bệnh đó các bạn. Nên là nói chung là cũng còn đáng lo ngại. Nên là cũng không có dám đi đâu chơi xa các bạn. Chỉ quần quẩn ở nhà đi làm. Rồi xong rồi cái là những ngày nghỉ là đi kiếm những nơi nào vắng vẻ giống như bãi biển như thế này nè. Thì ngồi hóng gió biển, rồi thậm chí là thì ngồi ngắm cảnh biển, rồi sẵn tiện là giao lưu với các bạn luôn. Do trong thời gian này thì không có những video đi khám phá nhiều á, thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Thì để khi mà dịch bình ổn rồi mình sẽ có nhiều video đi khám phá nhiều hơn. Thì hiện tại thì mình sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng giống như tin tức ở tại Nhật Bản này cho các bạn. Do đó thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thông tin này. Nói chung thì hôm nay là sáng chủ nhật các bạn. Khi sáng chủ nhật ngủ dậy, mở mắt ra, mình thì mình lướt điện thoại, mình kiểm tra kênh YouTube của mình. Rồi cái thứ hai nữa mình lướt Face, lướt ở trên mạng xem có tin gì nóng hay không. Thì hôm nay thì sáng ngày mới ngủ dậy thôi các bạn. Nhưng mà lướt Facebook thì thấy có rất là nhiều tin mà cảm giác mà gọi là bị sốc á. Không, nói chung là nó không được hài lòng các bạn. Mình nói vậy thôi. Thì sẵn tiện thì tin nó như thế nào thì hôm nay thì bây giờ ngồi đây sẵn tiện thì mình chia sẻ cho các bạn luôn. Đó, để mình lấy điện thoại ra mình đọc những cái tin mà mình hôm nay mình đọc được á, để cho các bạn cùng nghe rồi các bạn cùng cảm nhận và các bạn nhận xét với mình nha. Thì ở Việt Nam các bạn thì mấy ngày vừa qua thì có thêm 2 ca nhiễm virus corona. Đó là 2 người bạn từ Nhật Bản về. Thì đi trên một chuyến bay từ thiện 298 người các bạn. Đó, do đó thì sau cái chuyến bay đó thì có rất là nhiều gọi là anh hùng bàn phím lên, nói chung là comment, những cái comment mà mình cảm thấy thì nó không được gọi là không được hài lòng cho lắm. Mà không biết là các bạn nghe xong thì các bạn có thấy hài lòng hay không thì chắc có người bạn đã biết rồi, nhưng có người bạn chưa biết thì sẵn tiện thì mình đọc cái comment này lên để các bạn để cùng giao lưu với các bạn luôn nha. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe để các bạn cùng giao lưu với mình nha. Du học sinh cái đéo gì? Du học sinh thì có đi làm thuê không? Có tự chủ được không? Mà du với trả học
từ ngày dịch bệnh tới giờ toàn cái bọn đi nước ngoài về đem dịch bệnh về cho đất nước. Đã đéo giúp được cái lời gì cho tổ quốc thì ở mẹ mày tại chỗ đi, đi đi lại lại về Việt Nam lại mang bệnh lan ra cho cộng đồng thôi. Chính những người lao động, người bán vé số, học sinh các cấp sẽ phải nghỉ học, nghỉ làm để tránh dịch. Chính cái bọn du học sinh, Việt Kiều chúng mày đi nước ngoài về, xong lây bệnh cho cả một dân tộc đang yên bình. Thử hỏi, nếu có chúng mày thì dịch bệnh có bùng phát mạnh như bây giờ không? Chúng mày tốt nhất đi đéo đâu thì đi đi, đừng về Việt Nam nữa, dân tộc này khổ vì chúng mày lắm. Đây là có sao mình đọc vậy cho các bạn cùng nghe luôn nha. Vào cái thứ hai, cốc chết 3 năm quay đầu về núi. Các bạn chơi xấu vừa thôi, thanh xuân các bạn đã cống hiến cho nước người ta rồi, không cống hiến cho nước nhà được cái gì. Giờ bệnh tật các bạn lại đem về Việt Nam, cống hiến Việt Nam, đã chấp nhận cống hiến tuổi trẻ. Ở đây thì giờ khó khăn hoạn nạn, ở im đây đi. Không hiểu các bạn nghĩ gì mà lại về nước vào lúc Việt... Về nước vào lúc này, Việt Nam đang nghèo lắm rồi đấy. Nếu biết mình nghĩ ngu hay các bạn ích kỷ, khỏe mạnh thì đéo cống hiến cho đất nước, bệnh tật chút về nước nhà. Đó. Thì cái này là xoay quanh cái chuyến bay nhân đạo 298 người về nước vừa rồi các bạn. Thì đây là những cái comment mà mình đọc mình cảm thấy rất là bức xúc luôn. Thì ngày hôm nay thì mình cùng đọc để cho các bạn cùng nghe, để xem các bạn thấy như thế nào. Thì hiện tại thì nói chung thì nó không có đúng các bạn. Nhưng nói riêng thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà những người bạn này comment thật sự là rất là quá đáng các bạn. Đó, giờ đây thì giống như mình đã nói rồi, thì cái thời gian qua ở Việt Nam có rất là nhiều ca bệnh mà từ nước ngoài về mà lây nhiễm cho cộng đồng, là những người đó là Việt Kiều. Người ta định cư ở nước ngoài rồi, đó người ta về, rồi người ta về người ta không chịu tuân theo cái chính sách của nhà nước, người ta trốn cách ly, người ta đi lây nhiễm cho cộng đồng thì nó mới bùng phát mạnh như vậy. Chứ mà có trường hợp nào về Việt Nam cách ly rồi mà lây nhiễm cho cộng đồng không? Đó, các bạn kiểm tra lại cái tình hình dịch bệnh vừa rồi đi. Đó, mình thấy những người bạn nào mà thậm chí ở Nhật Bản về nè, mà về nước theo cái đúng cái sự hỗ trợ của nhà nước đó, là người ta về ta vô khu cách ly, và thậm chí là người ta về người ta còn ở nhà người ta cách ly nữa. Giống như bạn có xem kênh của Sàng Vlog đó, thì bạn ấy là hết hạn về nước rồi, nhưng mà bạn ấy cách ly 14 ngày ở cái nơi cách ly rồi, nhưng mà khi về nhà bạn ấy lại tiếp tục cách ly ở nhà nữa. Đâu, sợ là nói chung là cũng lo lắng cho mọi người đấy. Đó, do đó thì mình thấy là đâu mình đã chia sẻ cho bạn ở video lần trước rồi đấy, mình cũng rất là bức xúc các bạn. Do những người bạn mà du học sinh với lại lao động như tụi mình á, là không phải là mình đi là mình ở luôn bên này đâu, mà không phải là mình đi là mình không có cống hiến cho Việt Nam. Các bạn nên nhớ rằng du học sinh người ta đi để người ta tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm của người Nhật, rồi người ta làm để người ta tích lũy kinh nghiệm, sau này người ta về Việt Nam để người ta phát triển cho đất nước. Đâu, còn người bạn nào may mắn ở luôn bên này á, đâu thì người ta sẽ giúp cho gia đình người ta ở Việt Nam á khấm khá hơn. Tại vì thưa các bạn biết là hiện tại là bây giờ Việt Nam mình á, thì cái người dân á, có mức sống trung bình á với mức sống thấp còn rất là nhiều. Mà nếu như ở Việt Nam á, đông thì không có thể nào mà có thể là vươn lên được, đâu có ai giúp đâu. Những người mà comment bán thùng bằng phím như vậy á, có bao giờ mà thấy người nghèo đi giúp đỡ cho người ta không? Đó, mà hiện tại bây giờ á, là người ta tự tìm tòi để ta tìm kiếm một cái con đường để người ta đi, để ta là gọi là thay đổi cuộc sống gia đình người ta. Đó, thì người ta làm là đi qua đây mà lao động vất vả, nhưng mà vẫn gửi tiền về nhà, gửi tiền về Việt Nam. Ba mẹ vẫn đóng thuế, đâu vẫn đóng thuế cho nhà nước Việt Nam đàng hoàng. Đâu, chứ đâu phải là người ta làm bên đây người ta hưởng, người ta không gửi về tiền về nước đâu các bạn. Đâu, và chính là cái nguồn đi xuất khẩu lao động này á, đã giúp cho Việt Nam mình rất là nhiều luôn. Đâu, do đó chính phủ hai nước Nhật và Việt Nam mới hợp tác và hỗ trợ sâu sắc đến như vậy. Đó, do những người mà nói chung là mình thấy mà những comment trên này á, là nói chung là giống như người đó là họ thiếu ý thức, họ thiếu cái sự suy nghĩ hay sao á. Đó, do đó thì ngày hôm nay có quan điểm của mình á, thì mình nhìn nhận như vậy, mình nói thẳng luôn. Đâu, cho những người bạn nào mà đang xem á, thì các bạn cũng hiểu được cái điều đó. Mình nói thì mình trước khi mình nói mình phải suy nghĩ, mình lựa lời mình nói, chứ mình đừng có quá đáng như vậy. Giống như bây giờ nếu mà chẳng may mà những người bạn về nước mà mắc bệnh đó là bạn hay là người thân ở trong gia đình của bạn ấy thì sao? Rồi người khác người ta lại comment như vậy, thì theo như cái bạn mà comment đó, bạn suy nghĩ như thế nào? Đó, do đó câu nói là gì?
chim khôn thì hót tiếng rảnh rang đúng không, người khôn thì nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Thì trước khi nói thì phải uống lưỡi ba lần, mình lựa lời mình nói sao cho hợp lòng mình, cho hợp lòng người đâu, tại vì ai cũng là con người. Không phải á là mình á, hiện tại mình đang ở Nhật Bản á, rồi lại mình nói như vậy để mình gọi là biện minh hay gọi là bảo hộ cho những người đi nước ngoài giống như tụi mình đâu. Nhưng mà thật sự đây là đâu, mình nói lên bằng cái con tim của mình các bạn, nói lên bằng sự cảm nhận thật sự đâu, mình nói lên để cho đâu các bạn cùng hiểu luôn cái điều đó đâu. Nếu như bây giờ là ở nước Nhật Bản á, là những cái vùng tâm dịch đâu, là hiện tại bây giờ là mỗi ngày á ca dịch bệnh tăng lên rất là nhiều, và những người đi làm hết hạn rồi á, hết hạn 3 năm rồi là không thể về nước được, và ở những chỗ tâm dịch á thì cũng không thể đi làm, hết hạn rồi là không thể đi làm luôn mà cũng không về nước được, thì tiền đâu mà tiêu các bạn. Đâu tiền có nhiều gửi về gia đình để giúp đỡ gia đình hết rồi. Còn những bạn du học sinh á, những bạn du học sinh á thì hiện tại là ở những vùng tâm dịch á thì nhiều bạn nó không thể đi học được, và làm thêm thì không thể đi làm được. Mà du học sinh á thì tiền chủ yếu là đi làm thêm để kiếm tiền để ăn học không, và thậm chí là gia đình ở Việt Nam còn gửi thêm qua nữa. Thì khi mà ngay cái tâm dịch này thì họ không thể đi được, họ không thể đi học được, cũng không thể đi làm được, thì đâu họ tiền đâu họ ăn, tiền đâu họ sống đâu. Mà gia đình ở Việt Nam thì đâu có đủ điều kiện để trợ cấp cho họ hoài đâu đó. Cho bạn thấy bạn phải đồng cảm cùng với những con người như thế đó, người ta hiện tại lâm vào cảnh gọi là khó khăn tột cùng thì người ta mới là đông đi trên những cái chuyến bay như vậy để ta về. Nhưng mà chuyến bay này á, là đâu phải là họ đi không đồng về nước đâu các bạn. Đâu những người bạn theo mình biết được á, tin của những người bạn cho mình biết á, là những người mà đi trên máy bay đó đó, không là phải mua cái vé máy bay là 9 măng, khoảng 9 măng tiền Nhật các bạn, là khoảng 18 triệu tiền Việt Nam. Đó thì một số người bạn cho mình thông tin như vậy á, đâu để mua những cái chuyến bay, mua vé đi những chuyến bay như vậy về nước. Nhưng mà nhà nước Việt Nam của mình á đã sẵn sàng giang cái vòng tay ra để đón những người gọi là người Việt kiều về nước rồi á, thì người ta đã chuẩn bị sẵn khu cách ly, chuẩn bị sẵn tinh thần để người ta chống dịch rồi. Đó, người ta sẵn nhà nước mình đã chuẩn bị đủ cái tư thế để chào đón họ rồi thì người ta mới rước về, chứ đâu phải tự nhiên người ta vượt biên người ta đi về nước đâu. Đó, chừng nào mà người ta về nước mà người ta gọi là không tuân thủ cách ly, người ta trốn ra ngoài, người ta lây nhiễm cho người này người kia rồi á, thì các bạn hãy comment như vậy. Đó, do đó thì ngày hôm nay nói chung là cũng hơi khá bức xúc các bạn, nên là mình làm cái video này cũng nói lên nỗi lòng của mình một tí đâu, và cũng hãy mong các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người là sao, hãy lan rộng cái tư tưởng là gì, mình á, hãy xem những người mà đang làm việc vất vả ở nước ngoài này là như bạn bè người thân của mình đi. Một ngày nào đó sau này không biết trước được ngày mai ra sao các bạn, con cháu mình sau này một ngày nào đó cũng sẽ đi du học, con cháu mình sau này điều kiện kinh tế gia đình mình tốt hơn rồi họ cũng ra nước ngoài thôi. Bản thân những người mà anh Hùng cào phím á, hiện tại là gia đình họ chưa có điều kiện, chứ có điều kiện họ cũng đi ra nước ngoài rồi, cho con họ đi du học rồi. Mình nói thật sự như vậy, ai có điều kiện mà không mong muốn cho con mình đi nước ngoài du học đúng không? Không, nhưng mà khi mình đi du học rồi thì gặp những biến cố như thế này á, thì không, mình đâu biết trước được đâu. Đó, do đó thì mình phải hiểu và cảm nhận, nói chung là đồng cảm giùm người khác đi, thì sau này á thì sẽ có người khác đồng cảm lại cho người thân bạn bè của mình. Còn nếu mình hiện tại bây giờ mình không đồng cảm được, không giúp đỡ được gì thì thôi, thì mình im lặng đi, chứ mình đừng có comment nhiều cái comment như vậy đâu, nó không có đáng. Nói chung là nó gọi là một cái gì đó mà nói chung là nó nghe chói tai lắm các bạn, nó giống như không nghĩ là mình là con người với nhau đâu. Đâu, mình đã là đồng loại với nhau rồi thì mình biết san sẻ yêu thương giúp đỡ nhau những lúc khốn khó như thế này, chứ mình đừng có dọ dàng quay lưng và mình nói chung là mình chửi mắng như vậy đâu, thì nói chung là rất là tội bản thân của mình chứ không tội ai đâu. Đó, do thì ngày hôm nay là sao, nói chung là chủ nhật cũng không có đi đâu xa được, thì cũng là sẵn tiện là ra biển là đi dạo, cũng quay cũng chia sẻ giao lưu với các bạn thông tin này luôn. Thì nói chung là thông tin này hôm nay á thì mình thật sự mình chia sẻ cái video này thì nó không có hợp tay, nói chung là nó hơi chối tai một tí, nhưng các bạn cũng thông cảm ha, để mình nói lên cho các bạn cùng biết và các bạn xem những cái bình luận như thế này nè, thì các bạn cảm thấy có hài lòng được hay không. Đó, do đó thì mình biết là kênh của mình rất là nhiều người bạn hiện tại là đang chuẩn bị tinh thần đi Nhật đơn, hoặc là rất là yêu thích nước Nhật đơn, thì cũng muốn sang đây lắm đó. Do như mà khi mình nghe những người khác mà nói như vậy thì mình cảm nhận như thế nào, đó là chính cảm nhận của các bạn, thì các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của bạn bằng một comment bên dưới nha. Ok, do đó thì ngày hôm nay là video này cũng nói không mà nói, nói chung là nó cũng không có được gọi là im tay nữa, thì các bạn cũng bỏ qua cho mình nha. Ok,
đó. Do đó thì mình hãy nói chung là chung tay chia sẻ tình yêu thương của mình một chút đó cho những người bạn, hiện tại là những người bạn, những người thân đang ở Nhật Bản giống như tụi mình. Thì hiện tại là chỗ của mình đó là đông, cũng cái tỉnh Nagasaki của mình các bạn cũng tăng lên rất là nhiều, hiện tại là tăng lên là mấy chục ca rồi đông. Nhưng mà ở chỗ mình đó thì nói chung là vẫn còn ở mức an toàn, chưa gọi là nguy hiểm lắm nên cũng không sao. Nhưng mà lo lắng cho những người bạn có tâm dịch giống như là gần Tokyo, Osaka, đâu mà Fukuoka này nọ, nói chung là những cái bạn đó thì mình thấy hiện tại bây giờ rất là khốn khó các bạn. Đâu mà sẵn tiện đây thì mình chia sẻ cho các bạn thế này, đâu nỗi lòng như thế này nè để cho bạn rơi nước mắt, chứ không phải là các bạn chỉ biết nói như vậy đâu. Thì tuần vừa rồi các bạn mình đọc được cái thông tin đó là có hai người bạn gọi là bộ đội Việt Nam ở Nhật Bản các bạn. Thì các bạn nào mà xem nhiều về nước Nhật thì bạn biết bộ đội là gì đấy, là những người bạn mà nói chung là người ta muốn ở lại Nhật, người ta làm việc lâu dài ấy, người ta trốn ra ngoài. Thì mình kể cho bạn nghe cái trường hợp này trước, thì có hai người bạn đó là gọi là bị ho này, bị sốt nè, có hiện tượng nói chung là có triệu chứng của corona. Nhưng mà hai người bạn này á, là đang gọi là cư trú bất hợp pháp nên không có đi bệnh viện, mà đến một cái tiệm thuốc và mua thuốc và nói lên những triệu chứng như vậy á, thì những cái người bán thuốc người ta nghi ngờ là hai người bạn này bị corona các bạn. Và người ta gọi điện báo cảnh sát, thì thông qua camera an ninh thì cảnh sát đã tìm và bắt được hai người bạn này, và hiện tại là đang chữa trị cho hai người bạn này, và hai người bạn này đã dương tính với corona luôn các bạn đó. Do đó thì bạn thấy không, có rất là nhiều người, người ta vì cuộc sống, vì gia đình người ta, thậm chí người ta hy sinh quên đi bản thân của họ luôn đó. Không biết là họ đi làm, họ kiếm tiền để họ cho gia đình họ được vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà những người bạn này họ quên mất, nếu mà không còn họ trên đời này thì gia đình họ cũng chả hạnh phúc gì đâu đâu. Mà thậm chí họ nghi ngờ họ bị corona mà họ không dám đi khám luôn, họ không dám trị bệnh cho bản thân họ đâu. Lỡ mai có chuyện gì rồi không qua khỏi thì ai đi làm kiếm tiền để gửi về Việt Nam nữa, đúng không các bạn? Do đó thì ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn, thì cũng có trường hợp này, có trường hợp kia, có rất là nhiều người đâu rất là lao đao ở Nhật Bản hiện tại như vậy. Thì hy vọng các bạn hãy gửi một chút yêu thương đâu đến những người bạn hiện tại đang ở những vùng tâm dịch ở Nhật Bản đang rất khốn khó như thế. Thì Việt Nam chỉ hỗ trợ vài chuyến bay thôi, thì không thể nào mà những người bạn mà đang ở tâm dịch về nước hết được đâu, nên cũng còn rất là nhiều bạn bị kẹt, bị rất là khốn khổ. Thôi chúng ta hãy chung tay cầu nguyện để sao cho dịch bệnh qua mau, để cho tất cả mọi người đỡ khổ, đâu thế giới được hòa bình trở lại, nói chung là mọi người được bình an vô sự, thế là vui rồi. Ok đó, do đó thì ngày hôm nay cũng nhắn nhủ yêu thương các bạn tí như vậy đâu, để các bạn cùng đồng cảm với anh em bạn bè đang ở Nhật Bản giống như tụi mình. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Thì video này cũng khá là dài rồi, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, các bạn thì cảm thấy hay thì nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye. I'm just not tired. I can hear the raindrops.